Tạm biệt các tình yêu của thầy, thầy tạm thời chia tay các con tại đây nhé. Chúc các con tập luyện và thi đấu tốt trong tương lai. Thầy hy vọng nhiều bạn sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Em xin cảm ơn toàn thể các huấn luyện viên Trung tâm Ngọc Hùng đã tạo điều kiện tốt nhất để em được sống lại những cảm xúc mà gần 10 năm nay không được trải nghiệm. Những dòng cảm xúc nghẹn ngào này được Nguyễn Thành Long Giang nhắn nhủ đến những cậu học trò nhí. Anh sẽ không thể tiếp tục dẫn dắt những cậu bé mà anh đã dùng từ con đầy thân thương tại giải U7 toàn quốc. Lý do vừa đáng thương mà lại vừa đáng trách. Sau đại án bán độ, Long Giang bị VFF cấm hoạt động tại mọi giải bóng đá chính quy cho đến suốt đời. Tuần trước, đội nhí do Long Giang dẫn dắt thi đấu ở một giải đấu tầm quốc gia. Thầy cho dừng chân ở tứ kết và đấy là trận đấu mà anh phải hò hét, cổ vũ cho những học trò nhí từ khán đài. Sau khi phát hiện ra Giang không được phép làm huấn luyện viên, ban tổ chức đã không cho anh được tiếp tục thỏa ước mơ gõ đầu trẻ. Tôi có một thói quen, sau các trận thường lên coi lại rồi cắt clip xem các con đá ra sao, bản thân làm thế nào. Lại lục tung tất cả nhưng tìm hoài, tìm mãi không thấy hình ảnh, video trận đấu đội mình. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được có chuyện không vui. Tôi tôn trọng ban tổ chức, sự ảnh hưởng đến đội bóng nên xin ngồi khán đài. Khoảnh khắc đó, nước mắt cứ lưng tròng và cũng chỉ biết nói với bản thân, tiền trách kỷ, hậu trách nhân mà thôi. Khi trả thẻ lại cho ban tổ chức, tôi chỉ kịp chụp ảnh để làm kỷ niệm. Quý lắm, bởi tôi đã có những khoảng thời gian được sống cho hạnh phúc cùng các con. Tôi không dám nói với vợ chuyện bị cấm tham dự giải, tôi sợ vợ mình buồn. Ngày trước, vợ tôi không cho đi vì sợ tôi khổ, mưa gió nắng nôi và cả những lời dị nghị nữa. Nhưng thấy tôi đam mê, thấy tôi còn máu bóng đá nên đành phải để tôi làm. Vợ con mà thấy cảnh này, chắc họ sẽ khóc hết nước mắt. Có lẽ các fan bóng đá hiện tại không nhớ Long Giang là ai, nhưng khoảng 10 năm trước, cựu trung vệ này được xem là một trong những người giỏi nhất Việt Nam ở thế hệ của mình. Trong khoảng 10 năm qua, Long Giang là cầu thủ nổi tiếng nhất mà bóng đá Tiền Giang sản sinh ra. Long Giang nổi tiếng với khả năng phán đoán điểm rơi, đọc tình huống xuất sắc, anh có thêm những cú tắc bóng chuẩn xác trong chân đối thủ. Đây cũng là lý do mà vì sao nhiều người ví Long Giang với Maldini hay Nesta của Italia, nhất là khi anh sở hữu mái tóc dài lãng tử, gương mặt điển trai cùng lối phòng ngự đầy tính đầu óc. Ngoài ra, anh có thể nhô cao lên đá tiền vệ trụ hoặc giạt ra biên trấn thủ nhờ thuận cả hai chân. Long Giang còn sở hữu gương mặt đẹp với nụ cười hiền thường trực trên môi. Năm 2002, đội Tiền Giang vô địch U15 quốc gia, Long Giang mang bộ tóc vàng hoe cháy nắng đi dự giải. Không ít người đã tỏ ra thích anh từ đó. Hiện tại trên mạng xã hội vẫn còn fan club mà người hâm mộ dành riêng cho Long Giang, một trường hợp hiếm với các cầu thủ Việt Nam thời nay. Cùng với các đồng đội triển vọng Quốc Anh, Nhật Tân, Duy Anh hay Phúc Hiệp, Long Giang góp công giúp đội Tiền Giang vô địch U21 quốc gia 2006. Năm đó, anh được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc của Việt Nam và bảo vệ danh hiệu cá nhân một năm sau. Năm 2008, Long Giang khoác áo U22 Việt Nam tham dự MDK Cup. Anh tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trên con đường vô địch giải đấu trên đất Malaysia. Một năm sau, khi giành quyền lên chơi ở V-League, Hà Nội TNT đã mời ngôi sao quê Tiền Giang ra sân hàng đẫy như sự thừa nhận tài năng của hậu vệ triển vọng này. Từ bước đệm ấy, Long Giang trở thành trung vệ số 1 của U23 Việt Nam tại SEA Games 25 và 26, lần lượt dưới thời Henrique Calisto và Paco West. Ở tuổi 23, anh đã được xếp đá chính ở đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2014. Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo với Long Giang thì anh bất ngờ sa ngã khi đang ở độ chín của sự nghiệp. Long Giang và 5 cầu thủ khác của Đồng Nai bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 thẩm vấn về việc tổ chức bán độ, làm độ vòng 21 V-League. Họ gồm Long Giang, Hữu Phát, Đức Thiện, Kiên Trung, Niệm Tiến và Thế Sơn nhận số tiền 400 triệu đồng để đội nhà thua tài với cách biệt 2 bàn trước Than Quảng Ninh. Trong quá khứ, Long Giang cùng bóng đá Tiền Giang từng dính vụ lùm xùm về dàn xếp tỷ số năm 2010. Đó là thời điểm Long Giang rời thủ đô trở về quê nhà, chinh chiến với hy vọng đưa câu lạc bộ trở lại sân chơi chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Tiền Giang sau đó không lâu bất ngờ rớt hạng nhì rồi tuyên bố giải thể. Năm ấy, đội bóng Tiền Giang thường xuyên vướng vào những tai tiếng như nội bộ mâu thuẫn, nghi án bán độ, thay huấn luyện viên như thay áo, trong đó có vụ 4 cầu thủ Quốc Anh, Nhật Tân, Phúc Hiệp và Thanh Hải nhận tin nhắn đề nghị làm độ từ cựu cầu thủ đội tuyển Giang Hồ Trúc Giang. Dư luận còn xì xam về việc các cầu thủ câu lạc bộ Hải Nhân Tiền Giang chơi cá độ bóng đá, đánh bài ăn tiền ngay tại khu nhà tập thể câu lạc bộ, thậm chí được một số thành viên ban huấn luyện cho mượn tiền để chơi, dù lãnh đạo câu lạc bộ khẳng định không có bằng chứng để xử lý. Long Giang sau đó được Navibank Sài Gòn chiêu mộ với bản hợp đồng 3 tỷ đồng ở mùa 2011. Ở đội bóng mới, anh ghi dấu ấn bằng pha làm bàn nhanh nhất lịch sử V-League vào lưới Hải Phòng ở vòng 21 với cú sút xa ngay từ phút đầu tiên của trận đấu. Đúng 3 năm sau, cũng tại vòng 21 V-League, Long Giang trở thành tội đồ với việc mở tung khung thành cho đối thủ liên tiếp ghi bàn.
Cũng chính binh biến ấy mà Long Giang phải trả giá đắt với án phạt tù 2 năm và bị VFF cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá tại Việt Nam. Long Giang ở tù 1 năm, do chấp hành tốt nên anh được sớm ra tù. Quãng thời gian rơi vào vòng lao lý trong song sắt của cánh cửa tù, Long Giang mới hiểu anh đã lãng phí một sự nghiệp bóng đá sáng lạn ra sao. Hiểu rằng mình sẽ không thể trở lại như xưa, Long Giang theo học nghề thợ bạc để trông coi tiệm vàng và tiệm cầm đồ của gia đình. Nhưng cái duyên, cái phận bóng đá vẫn cứ theo cuộc đời của Long Giang. Anh thường xuyên xuất hiện ở các sân chơi phong trào, cảm giác cầm bóng trên sân, nghe tiếng hò reo của người hâm mộ, Long Giang lại ứa nước mắt. Anh hối hận khi đã bỏ phí những giá trị thực thụ và từng đưa mình lên đỉnh cao của bóng đá. Và cũng ở thời điểm ấy, anh càng hun đúc mong ước được VFF gỡ bỏ án phạt để có thể đi học làm huấn luyện viên, truyền đạt cho các cầu thủ trẻ chuyên môn cũng như tránh xa những sai lầm mà mình từng mắc phải. Từ 2010 đến nay, Long Giang đã có đôi lần đặt nguyện vọng lên VFF để xin giảm án. Anh hy vọng sẽ có cơ hội được học lớp huấn luyện viên cũng như được sống với nghề. Mới đây, Long Giang xuất hiện tại giải U9 toàn quốc. Nhưng do vẫn chưa được VFF đồng ý cho phép tham dự các hoạt động bóng đá tại Việt Nam, Long Giang đành giang dở với việc đồng hành cùng các cầu thủ nhí. Anh hy vọng VFF sẽ lại xem xét, cân nhắc cho sự hướng thiện của mình. Thực tế, bóng đá Việt Nam đã và đang chứng kiến những cầu thủ từng lầm đường lạc lối trong sự nghiệp quần đùi áo số nhưng lại tìm được hướng đi đúng đắn khi quay lại bóng đá trong vai trò huấn luyện viên. Cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng đã cùng Hòa Bình FC trải qua mùa bóng hạng nhì đầy thành công. Trong khi đó, sau 3 giải đấu liên tiếp vô địch với các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An, cựu danh thủ Phạm Văn Quyến cũng được cân nhắc với vai trò trợ lý huấn luyện viên trưởng tại đội 1 Sông Lam Nghệ An. Rõ ràng, việc VFF mở đường và trao thêm cơ hội cho những cầu thủ từng trải qua sai lầm trong quá khứ là đúng đắn. Và Long Giang hy vọng mình có thể được đi theo con đường ấy của các đàn anh, nhất là khi cựu trung vệ tài hoa này hiểu được đâu là giá trị đích thực của bóng đá.